nhiều xong lại quên. Có một số những cái tiếng nó sẽ trùng nhau, ví dụ Ả Rập Xê Út và Udu thì nó giống run run như nhau. Dã man là nó phải biết được là hát. Bắt đầu. Hơn 800 mảnh ghép gồm 10 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới là một khối lượng thông tin rất lớn đối với một cậu bé 9 tuổi. Bạn ấy không những là phải biết được các cái chữ đấy mà còn hiểu được cái ngữ nghĩa và có thể là còn phát âm. Bên này nữa. Còn bên này nữa sao không xem ta? Lúc đầu thấy chạy ra mình nghĩ là nó rất dễ. Gì nhỉ? Vừa mới nhớ xong lại quên. Mặc dù là có nhiều người nói rằng là có những cái chữ ở tượng hình, có những cái chữ dòng Slaver hay là có những cái chữ dòng Latin có thể là dễ dàng phân biệt với cả những cái chữ của các cái quốc gia khác. Nhưng mà hãy tưởng tượng với cả một cái cậu bé mới có 9 tuổi thôi. Đơn giản, mình nhìn thế là mình đã hoa mắt. Cho nên là khó thực sự. Nói tiếng nước ngoài thì nhiều người biết, nhưng mà đều hiểu tiếng nước ngoài tường tận theo kiểu như anh Đức thì không phải là nhiều người biết đâu. Khổ thân, kiểu của tôi nghĩ sợ. Có tiếng Udu với lại tiếng Nhật là đều là chữ tượng hình hết không anh? Tức là có một số những cái tiếng nó sẽ trùng nhau, ví dụ Ả Rập Xê Út và Udu thì nó giống run run như nhau. Dã man là nó phải biết được là khác nhau. Đối với một cậu bé nhỏ xíu như vậy rồi, cái cụm từ chuyên môn bạn sẽ không thể nào hiểu hết nghĩa của cái từ đó. Cái việc không hiểu nghĩa từ nó khó hơn nhiều trong cái việc bạn tiếp xúc với một cái ngôn ngữ mới. Lúc đầu bạn chạy ra một cái bình thường dễ. Khó quá chị. Các mảnh ghép từ vựng với các hình dáng khác nhau được đảo không theo thứ tự chắc chắn sẽ gây khó khăn với anh Đức trong việc tìm kiếm và lắp ghép chính xác. Khó là cái cắt đôi nó ra. Tất nhiên là cắt đôi nó làm khó hơn. So với chúng mình thì cực khó. Đủ 6 từ rồi, đủ 6 từ rồi. Cố lên. Yes. 15 phút. 15 phút 12 giây. Anh Đức hoàn thành việc tìm kiếm các mảnh ghép với hơn 15 phút. Liệu cậu bé có hoàn thành chính xác 6 trên 6 từ vựng mà ban giám khảo Lily đưa ra hay không? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Với cái thử thách này, nếu anh Đức thực hiện thành công, tôi đang nghĩ đến điểm số 9 để đánh giá về mức độ khó cho nhiệm vụ này. Đủ 6 từ rồi, đủ 6 từ rồi. Cố lên.
Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả xem là bạn có thực hiện được cái thử thách này hay không. Trước tiên, chú Thành chúc mừng con. Dạ vâng. Đã hoàn thành. Dạ vâng. Mời các em. Ui. Đề 4. Số lượng từ gây nhiễu và từ mới khá lớn, có lẽ là cản trở của anh Đức cho đến thời điểm hiện tại. Thần đồng ngôn ngữ của chúng ta làm thế nào để truy xuất được lượng thông tin quá ít ỏi trong khối lượng mảnh ghép lớn này? Khó lắm không con? Cũng bình thường ạ. Cái cái chữ này nhìn thấy nổi điên thiệt á. Viết sao trời. Tiếng Udu. Rồi cứ phải ngoắc, rồi móc, rồi dít. Trời đất ơi thiệt. Trời đất ơi. À cái này trước cái này sau hả con? Udu là viết từ phải sang trái. À là cái này đi qua đây đúng không? Dạ vâng. Cái này cũng vậy luôn đúng không? Vâng. Dạ. Anh Đức không chỉ là nhớ một cách cơ học về các cái ngôn ngữ, mà ở đây nhớ là nhớ hiểu, nhớ ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, đây là 6 cái đáp án mà các cô nãy giờ đang miệt mài để ráp lại cho bạn nhỏ. Và mời quý vị hướng mắt về bộ đề. Đầu tiên chúng ta thấy màu sắc được yêu cầu bởi 3 thứ tiếng, đó là Urdu, Nhật Bản và tiếng Ý. Ở bên dưới cái từ thứ hai được yêu cầu chuyển thể, đó là từ tiếp thị, Marketing. Vậy chúng ta cùng xem có đúng như là chúng ta đang mong đợi hay không. Chữ đầu tiên, quẹt ngang, ngang, chấm và phẩy. Đúng rồi. Hoàn toàn chính xác. Quá xuất sắc. Tiếng Nhật Bản màu sắc là yeah. Và đây là cái từ mà tiếng Nhật Bản mượn của tiếng Trung. Tiếng Trung màu sắc là Yensa. Còn tiếng Ý bạn viết là color. Liệu tiếng Ý có mượn của tiếng Anh cái từ này hay không? Tiếng Ý là yes, yes. Color. Đúng không? Đọc là đọc sao? Colore. Colore. Tất cả những cái mà anh Đức nhớ được lưu ở trong cái hệ thống tri thức mà anh Đức đang có. Tiếp theo, marketing ở tiếng Urdu là xuất sắc. Đây là như cái bảng nốt nhạc. Và cái này có cái phẩy, có cái NLS. Tôi đọc được vậy thôi chứ tôi. Cái này nó đọc sao con? Marketing. À, marketing. Còn cái này? Renag. Renag. Có thể chúng ta gọi họ là thần đồng, có những cái bộ não đặc biệt khác thường. Nhưng mà nếu như chúng ta không có sự đồng hành và cùng với các bạn ấy để các bạn phát triển tiếp thì thật là phí. Và tiếng Nhật là rất đáng tiếc. Và tiếng Ý có mượn tiếng Anh cái từ marketing này nữa hay không? Tiếng Ý là đúng rồi. Chính xác. Tiếng Ý đi đọc sao con? Marketing. Marketing. Ừ, vậy giống y chang này rồi. Vậy dạ tại sao con kiếm không được ra cái từ của Nhật Bản? Dạ con bị lộn nghĩa. Sao lộn vậy? Kiểu như con học nó nhiều quá nên là nó lối rối.